chanh này là cây chanh mọc tự nhiên nha các bạn. Đấy, quả rất là sai luôn. À, ban đầu mình cứ ngỡ là quả quam, quả kít, quýt. Đấy, ui dồi, này. Ui dồi, chùm này kinh khủng chưa? Quả to nha, chắc chanh này mọng nước lắm ấy nhỉ. Ui dồi. Cây này mình có trồng có bón phân gì không chị? Đặc biệt là cái chùm này sai nhất này. Gấy gần gấy cả cành luôn này. Này mang đi đem đi bán được mà. Nhiều quá đâu ăn hết đâu, nó rụng xuống gốc hết này. Giờ quá to người ta bán quả 2000 là gì nữa. Anh em mình đi xịt.